Người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai muốn bầu Đức mời huấn luyện viên Park Hang-seo. Hoàng Anh Gia Lai vừa có trận thứ 9 liên tiếp không biết đến chiến thắng. Đây là chuỗi trận kém cỏi của đội bóng có tiềm lực và giàu tham vọng. 9 trận không thắng cho thấy huấn luyện viên Kiatisak không đủ khả năng vực dậy Hoàng Anh Gia Lai như những gì mà bầu Đức mong muốn. Vì thế, khả năng cuối mùa giải, Kiatisak sẽ rời đi sau khi kết thúc hợp đồng 2 năm. Ngày Kiatisak hết hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai, cũng phù hợp với thời điểm huấn luyện viên Park Hang-seo thôi dẫn dắt tuyển Việt Nam. Vì thế, người hâm mộ đội bóng phố núi mong muốn bầu Đức mời huấn luyện viên Park Hang-seo về với phố núi Pleiku. Huấn luyện viên Park Hang-seo có tuyên bố ông muốn nghỉ ngơi một thời gian bên cạnh gia đình, rồi sau đó sẽ tham gia công tác đào tạo trẻ. Nhưng bầu Đức là người mà ông Park rất quý trọng vì chính bầu Đức đã mở ra tương lai tươi sáng cho ông Park ở Việt Nam. Vì thế, người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai cho rằng nếu bầu Đức mời huấn luyện viên Park về Hoàng Anh Gia Lai với những ưu đãi lớn, thì rất có thể ông Park sẽ suy nghĩ lại và nhận lời để dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai trong một hai mùa bóng giúp vực dậy đội bóng phố núi.